cho các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh TIiaU Sພຸ SAO HOA NGễ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin TIiaU SẢ diễn viên Tăng Chí Vĩ. Tăng Chí Vĩ sinh vào ngày 14 tháng 4 năm 1953, là một diễn viên Hồng Kông và là người dẫn chương trình của đài TVB Hồng Kông. Tăng Chí Vĩ được biết đến nhiều nhất với vai trò người chủ trì của chương trình Super Chio Series của đài TVB và một số vai diễn trong các bộ phim Hồng Kông nổi tiếng như Điểm Mật Mật, Vô Gian Đạo. Thời trẻ, Tăng Chí Vĩ đã từng theo nghề cầu thủ bóng đá theo nguyện vọng của bố ông, vốn là một huấn luyện viên bóng đá. Trong thời gian nghỉ sau mùa giải thì Tăng đã gặp Hồng Kim Bảo, ngôi sao lớn này đã khích lệ Tăng tham gia vào điện ảnh. Vì nếu không biết diễn, không biết võ thì với khả năng của cầu thủ bóng đá, Tăng cũng có thể làm người đóng thế. Với vai diễn điện ảnh đầu tiên thực sự của Tăng Chí Vĩ là vào năm 1976, thời kỳ đầu Tăng Chí Vĩ với vóc dáng thấp lùn và to béo, thường chỉ đóng các vai hài nhỏ, nổi bật là các vai diễn trong loạt phim Ngũ Phúc Tình của bộ ba Hồng Kim Bảo, Thành Long và Nguyên Bưu. Nhưng từ đầu thập niên 1990 thì Tăng Chí Vĩ đã bắt đầu thử sức với các vai diễn có chiều sâu hơn. Tuy chiến thắng ở hạng mục vai nam chính trong Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 10 với vai diễn trong bộ phim Song Thành Cố Sử, nhưng Tăng Chí Vĩ được biết đến với các vai phụ như vai diễn trong Điểm Mật Mật vào năm 1996 hay vai trùm xã hội đen Hoàng Sâm trong Vô Gian Đạo năm 2002. Ở vai trò này thì Tăng Chí Vĩ cũng giành được một giải vai nam phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 15. Ngoài điện ảnh thì Tăng Chí Vĩ còn nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình của đài TVB. Ông đã rất nhiều chương trình lớn của đài TVB và ngành giải trí nói chung. Đã rất nhiều lần Tăng Chí Vĩ trở thành người chủ trì của buổi lễ trao giải Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông. Tăng Chí Vĩ là người rất có uy tín trong giới nghệ sĩ Hồng Kông. Ông là chủ tịch của Hiệp hội Diễn viên Hồng Kông và là bạn thân của rất nhiều ngôi sao lớn như Mai Diễm Phường, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Chung Chấn Đào. Về đời tư, Tăng Chí Vĩ có vợ là nghệ sĩ Đài Loan Vương Mỹ Hoa và ba con. Hai con trai Tăng Quốc Cường đạo diễn phim Thất Nguyệt và An Sinh, Em của thời niên thiếu, Tăng Quốc Du và một con gái Tăng Bảo Nghi. Các con của Tăng Chí Vĩ đều tham gia vào ngành công nghiệp giải trí Hồng Kông, nối nghiệp cha. Tăng Bảo Nghi và Tăng Quốc Cường là diễn viên, người dẫn chương trình, còn Tăng Quốc Du là trợ lý cho ca sĩ Trương Học Hữu. Thực hư vụ Tăng Chí Vĩ đã lợi dụng canh nóng để cưỡng hiếp bản diễn. Tăng Chí Vĩ là một trong hai ông lớn bị bêu tên trong vụ làm Khiết Anh, từng bị cáo báo chí tố lợi dụng canh nóng để cưỡng hiếp cô ngay tại trường quay. Sau cái chết của làm Khiết Anh thì nhiều người trong dư luận Hồng Kông soi nhất là Tăng Chí Vĩ, một trong hai ông lớn bị ngọc nữ TVB tố cưỡng hiếp cô cách đây vài thập kỷ. Vì Đặng Quang Vinh đã qua đời, mọi lời chỉ trích chửi bới đều đổ lên đầu của nam diễn viên sinh năm 1953. Đến thời điểm hiện tại thì cư dân mạng đã để lại trên trang mạng xã hội cá nhân của ông trùm này hàng chục nghìn lần bình luận thể hiện sự phẫn nộ. Không chỉ thế mà những bê bối tình dục trong quá khứ của Tăng Chí Vĩ cũng bị báo chí khai quật. Trong đó, vụ cưỡng hiếp nữ diễn viên Dư Thiến Văn ngay trên trường quay đã gây sốc nhất. InFan đã đưa tin cách đây gần 3 thập niên, Tăng Chí Vĩ và Dư Thiến Văn cùng tham gia vào bộ phim Chiến Trường An Lạc. Trong bộ phim thì nam diễn viên có cảnh cưỡng hiếp phụ nữ do Dư Thiến Văn thủ vai. Trước đó, Tăng Chí Vĩ đã quay xong một phân cảnh cưỡng bức, liền yêu cầu nữ diễn viên cởi bỏ quần áo để đạt hiệu quả hình ảnh tốt nhất. Không ngờ thì ông này đã lợi dụng cơ hội để biến giả thành thật ngay trước ống kính máy quay và toàn bộ ekip làm phim. Đau đớn mà Dư Thiến Văn đã gào khóc van nài. Ban đầu thì ekip tưởng nữ diễn viên đang quá nhập vai, nhưng ở góc quay cận thì họ thực sự sốc đối với những gì đang diễn ra. Lúc đoàn làm phim la hét phản đối thì Tăng Chí Vĩ mới chịu dừng lại. Theo tờ On thì Dư Thiến Văn, ekip làm phim và nhà sản xuất đã hết lời chỉ trích, chửi mắng hành động vô nhân tính của nam diễn viên. Đoạn phim phản cảm trên sau đó đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Riêng Dư Thiến Văn đã quyết định rút khỏi showbiz bởi cú sốc với tinh thần quá lớn. Năm đó, khi bị báo chí truy hỏi và dư luận soi mói thì Tăng Chí Vĩ vẫn tỉnh bơ như không. Trong một bài phỏng vấn với một tạp chí ở Hồng Kông, Tăng Chí Vĩ giải thích trong Chiến Trường An Lạc, ông làm đạo diễn chứ không đóng phim. Ông nói thêm, nam diễn viên đóng cảnh cưỡng bức là người Philippines. Nam diễn viên đã thừa nhận có yêu cầu nữ diễn viên diễn thật để mang lại hiệu quả tốt nhất cho bộ phim, nhưng không ép buộc mà đã hỏi ý kiến của Dư Thiến Văn và được cô đồng ý. Theo Tăng Chí Vĩ thì ông không có mặt tại thời điểm cảnh quay diễn ra. Khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Dư Thiến Văn thì ông mới quay lại và yêu cầu ngừng quay. Lúc này thì nữ đạo diễn mỹ thuật có mặt tại đó lên chửi mắng ông là kẻ vô nhân tính. Tôi nghĩ cô ấy la hét vì quá nhập vai, đến khi đoàn làm phim hét lớn mắng tôi không phải là người, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tăng Chí Vĩ giải thích. Từ vụ việc đó chìm vào quên lãng, Dư Thiến Văn không còn hoạt động trong ngành giải trí, còn sự nghiệp của Tăng Chí Vĩ tiếp tục lên như diều gặp gió. Theo nguồn tin, đây không phải là lần đầu mà Tăng Chí Vĩ vướng phải lùm xùm phim giả tình thật. Trên phim trường thì một nữ diễn viên từng đóng chung với ông trùm này tiết lộ Tăng Chí Vĩ có tinh thần làm nghề đáng ngạc nhiên, đặc biệt khi đóng cạnh giường chiếu thì phim giả luôn đóng là thật. Theo người này, nếu không được đóng thật cạnh giường chiếu thì ông này thường sẽ từ chối vai diễn đó. Tăng Chí Vĩ đã khẳng định vô tội trước cáo buộc gây tai nạn giao thông ở Nhật. Tăng Chí Vĩ đã khẳng định bản thân không phải là người chủ động gây ra va chạm giữa hai xe hơi khi đi nghỉ ở Nhật Bản. Đồng thời thì ông cũng tung ra camera hành trình để chứng minh. Trong vụ việc, chiếc xe do Tăng Chí Vĩ cầm lái đã tông phải xe của một quan chức Hồng Kông tên Lý Chí Hằng tại Nhật Bản. Mới đây, nam diễn viên đã lên tiếng đính chính là những tin tức sai lệch hướng về phía mình. Đáp chuyến bay về Đài Loan, Tăng Chí Vĩ đã tiết lộ công ty đã cho ông thuê xe và đã cung cấp clip trong camera giám sát hành trình cho thấy rõ tình huống vụ tai nạn. Tài tử sinh năm 1953 cho biết chính xe của lãnh đạo 55 tuổi đã tự đâm vào xe của ông. Xe của họ đã hoàn toàn mất kiểm soát và trượt dài về phía xe của chúng tôi. Sau bộ phim Vô Gian Đạo bổ sung, cảnh sát đã hỏi rằng chúng tôi có muốn truy tố không, và tôi bảo là hai bên đều là người Hồng Kông mà phía kia lại bị thương nặng hơn nên tôi đã bỏ qua. Ông đã nói thêm tôi ổn, nhưng xương sườn thứ 5 và thứ 7 bị gãy. Tăng Chí Vĩ cũng khẳng định không hề dùng rượu bia khi gặp tai nạn. Ông phủ nhận chuyện phía cảnh sát yêu cầu đo nồng độ cồn. Về phía nam diễn viên, TVB đã từ chối khởi tố nên chính quyền tại Nhật Bản cũng không điều tra thêm nữa. Được biết, Lý Chính Hằng không phải là người cầm lái khi xảy ra tai nạn. Lúc bấy giờ, ông chỉ ngồi ở sau ngủ để cho một người bạn lái. Tất cả 7 người trên xe của Lý Chính Hằng đều bị thương, riêng ông và vợ phải phẫu thuật vì chấn thương nặng. Tăng Chí Vĩ đã giải thích vì bệnh viện mà Lý Chính Hằng điều trị quá xa nên ông vẫn chưa sắp xếp được đến thăm. Tuy nhiên, Tăng Chí Vĩ đã đến gặp một người nhà của Lý Chính Hằng và được biết ông có thể ăn uống bình thường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.